Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay bắt đầu được review rất nhiều hàng bãi trong chủ đề hàng bãi từ giờ đến cuối năm. Có review với toàn thể các bác thì có rất nhiều sản phẩm cao cấp có, rẻ có, đắt có. Đấy, thượng vàng hạ cám có cả. Đấy, nói nôm na là vậy. Rồi, trong video đầu tiên về chủ đề hàng bãi năm 2021 này thì bắt đầu xin review với toàn thể các bác các sản phẩm như là vang và đẩy. Đầu tiên là phải vang đẩy đã. Sau đó là sẽ đến phần loa. Loa thì chúng ta có rất nhiều loa xịn, hàng bãi châu Âu, bãi Mỹ hoặc là Đông Nam Á thì có rất là nhiều. Đấy, trước mặt các bác đây là các sản phẩm như là vang số X6 nhá. Đấy, các đời X6, Vina X5, X6 này. Đây, Vina này, con này Vina này. Còn nhiều hãng khác như là Ezic thì họ là mua lại công nghệ bản quyền của Vina, sau đó dập tên kẻ chỉ. Đó, nó như vậy. Đấy. Vang số thì lát nữa chúng ta giới thiệu sau. Bây giờ là giới thiệu các bác là con đẩy bãi đã, nguồn sung vừa kiếm được con này độc nhất. Con này rất là nhẹ, nó chỉ tầm 8 đến 9 cân thôi, nhưng có thể đánh được một đôi 40 côn 76 thoải mái nha các bác nhé. Đây là sau khi nội thất anh em vừa mở ra, đây phần nắp này, nắp máy còn tình trạng khá là đẹp, chưa có vệ sinh, hàng bãi nguyên chất về nhé, trông nó rất là đẹp. Nexon này, đến từ thương hiệu Nexon, model là DX1000. Con này công suất là 600W, tải 8 ohm và 4 ohm là 1000W trên một kênh. Đấy. Và con loại này mà các bác đánh xuống cầu, đánh cầu 8 ohm thì nó vào là 1500W một kênh. Nên là một con đẩy nguồn xung này các bác đánh tốt các loại loa, ưu tiên đánh loa neo nhé. Loa neo thì các bác chơi loại đẩy này thì đánh không còn gì để mà nói, hàng nhẹ nó phải đi cùng với đồ nhẹ rồi đúng không ạ. Đây là mạch nguồn xung nhé, nguồn là nguồn xung này, công suất là vẫn mạch bình thường thôi, không phải là mạch TD hay là mạch hát gì hết, công suất là vẫn là nguồn mạch bình thường thôi, nhưng lại có thêm một cái bo mạch cụ, đây là bo mạch xử lý tín hiệu giống như dòng T-Way vậy, mạch DDT. Đấy, giống như dòng T-Way DDT, khi cái điện áp ra mà nó có cái độ méo tiếng quá là cao thì những cái mạch này nó sẽ xử lý và nắn tiếng lại cho nó cân bằng. Đấy, vào ổn định. Đây là mặt trước của cục đẩy các bác nhá, thì là có các chế độ như là Pana Never này, Ride này, đấy, On Signal này, Clip, Tap, Re, Zanier này, kiểu Protect này. Tap đây là cái kiểu như là giống như cái dòng T-Way DDT ấy, thì nó sẽ báo là Tap khi tín hiệu điện áp ra chênh lệch quá nhiều thì nó sẽ báo lên cái đèn Clip này. Đấy, ok đúng không ạ? Đây, em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhé. Mặt này thì có cái bo nọc nguồn rất là trâu bò đây. Mạch thì vẫn giống như các loại mạch bình thường thôi, mạch công suất như mạch bình thường, nhưng có thêm cái bo này giống kiểu DDT của dòng T-Way vậy. Đấy, đây là cái bọc đây, cái này cái miếng giấy bọc. Đấy, rất là đẹp luôn, máy đẹp gần như là không có vết bụi, về còn chưa thèm phẩy bụi cơ, đẹp nóng nanh. Bo nguồn này, nguồn đằng sau này, đây nguồn trước này, quay cho các bác xem đằng sau này. Đây là các chế độ cầu đấu nối này, hàng này hàng chính hãng của thương hiệu NXON nhé. Đây là input là có chế độ đánh này 0.75 1V và 32 dB. Đây là chế độ đánh prime và vật sale, bây giờ đang để sale. Ninh này, input và ninh cửa ra loa có rắc kiểu rắc bóc chuối, rắc vặn xoáy và rắc spec công chuyên nghiệp. Đây cũng nguồn vào thì điện áp là 220 đến 250V. Chì 15A, kinh nhỉ, con chì 15A. Khỏe ngang với những con đẩy đánh súp. Đấy, tổng công suất tiêu thụ nguồn điện là 3200W. Đó, tổng công suất tiêu thụ tối đa. Khi các bác đánh tải 8 ohm. 8 ohm thì nó vào 1500W một kênh rồi. Rất là trâu bò. Cực kỳ là khỏe. Đây nha. Tụ nọc nguồn thì tụ 200V. 2200 mi tụ nọc nguồn, dung lượng rất là lớn. Những cái loại nguồn của TV CRT ngày xưa ấy, thì nọc nguồn của nó là vào chỉ tầm 560 mi, là ác lắm rồi, những con 32 inch. Đấy, là công suất nó 300-400W trên một TV rồi. Còn cái con nguồn này 3200W thì nó vẫn chơi tụ đến 2200 mi trên một quả tụ, 4 quả tụ riêng vào nọc nguồn. Còn nọc nguồn đằng sau thì có là 63V 3300 mi, có 8 quả. Đấy. Và chưa hết, các bác để những cái cuộn cảm để mà cản điện dòng đằng sau này. Đấy. Và biến thế này rất là cầu kỳ, rất là xịn, có một cái chất gì đặc biệt đây mà đâu phải những loại bình thường đã có,
Rồi, ok. Đây là đã xong cái phần cục đẩy công suất. Bây giờ anh em chúng em xin giới thiệu với các bác các dòng vang. Vang thì giới thiệu với các bác là cái dòng X nhá. Dòng này phổ thông lắm rồi, giá thị trường nó chỉ trên 2 triệu một chút thôi, nhưng mà tiếng của nó rất là hay. Đấy, dòng này được đưa vào danh sách có nguy cơ bị tuyệt chủng nếu như hàng vãi, còn hàng mới thì thôi không phải lo. Hàng mới giờ rẻ lắm rồi. Đấy, các bác nha. Giá chỉ có trên 2 triệu đồng một chút xô, chút xíu thôi, chưa đến 2 triệu rưỡi. Mà 2 triệu rưỡi là đi nắp tận nơi, xem áp cho các bác đầy đủ, tặng giấy phép phụ kiện đi theo đầy đủ, không thiếu cái trò gì. Rất là nặng, vang này nặng tí nữa, hai con vang này nặng hơn cục đẩy. Cục đẩy chưa đến chục cân nhưng mà hai con vang này tầm 4 cân 5 cân rồi. Đấy. Máy trong tình trạng là bãi và về nguyên zin này, chưa có bụi bặm gì. Đấy, những cái cổng mà họ không cắm thì có bụi này. Đấy. Do là những người bạn láng giềng của Việt Nam, đó là những anh em bên Trung Quốc, vào năm Covid thì các bác cũng thừa biết rồi, vào Covid ở bên Trung Quốc thì nguy hiểm hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng những cái hàng này về trong tình trạng khá là đẹp, không đến nỗi xấu quá, quay bằng cái iPhone cùi nó xấu thôi, còn nhìn ngoài đẹp lắm. Rồi, anh em chúng em xin tháo ra cho các bác xem nha. Đây là ruột gan sau khi được phẫu thuật ra các bác này. Các bác nhìn đúng cái dòng X đúng không? Nặng kinh khủng luôn. Đấy, rất là nặng. Máy này phải tầm 3 cân mấy rồi. Còn chưa kể nắp nhá. Nắp này 3 cái nắp là 1 cân này, 3 cái nắp này là 1 cân này. Đấy, 4 nạ một cái nắp. Rất là nặng luôn. Cái dòng X này nó bền lắm. Dùng ít khi hỏng mà bây giờ mới Việt Nam thì có công ty ProSau có giới thiệu với các bác rồi. Vàng mới thì chắc là toàn 6-7 triệu, nhưng hàng bãi thì rẻ hơn rất nhiều. Đúng ạ, dòng này thì rẻ hơn rất nhiều. Giá thì chắc chỉ bằng 1/3 hàng mới thôi. Mới nó tầm 6-7 triệu. Này chỉ bằng 1/3 hàng mới thôi. Đấy, rất là nặng nha. Hai nguồn này. Đấy, hai nguồn. Nguồn dòng X này các bác biết rồi, bền cực kỳ luôn. Đây là những cái hàng bãi nó về này, nó có hơi tí một bụi bẩn này. Ngoài không có bụi, còn trong máy nó mở ra hơi có tí bụi, bởi vì quạt gió nó hoạt động mà, để trong môi trường khá là khắc nhiệt. Đấy. Sau này còn thêm cái điều kiện ở bên nước bạn nữa. Đó. Đến từ thương hiệu Ezik nhá, model là K10. Giá thì thôi em xin báo tạm tạm là trên 2 triệu dưới 2 triệu rưỡi, cho nôm na tầm dưới 2 triệu rưỡi cho dễ. Chứ còn báo chính xác giá thì các bác lại kêu ca chúng em quá, đúng không ạ? Đây cái mặt mạch này nha. Mạch rất là đẹp luôn. Bo Sony Analog Device này. Đó. Rồi đây là cái mạch B playback cắt hố này. Đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác. Đấy. Cổng giao tiếp là USB R232. Mặt trước cái loại dòng X này nhiều các bác còn ví von là dòng này chỉnh tay còn nhanh hơn chỉnh máy. Đấy. Nhiều các bác cắm máy tính vào chờ nó nót phần mềm cũng nhanh thôi. Nhưng mà nhiều các bác là cắm vào nót phần mềm xong thì đã chỉnh được một nửa rồi. Còn lại khi các bác mà cắm vào chỉnh máy xong thì chỉnh tay nhanh hơn tầm 30 giây. Đó. Ok. Đó. Các bác nha, giá thì chỉ có tầm 2 triệu rưỡi đổ về thôi. Các bác sở ngay một dòng vang số rất là cao cấp ngày xưa. Cao cấp ngày xưa thôi, còn bây giờ mới thì nhiều tiền lắm. Rất là cao cấp của ngày xưa, những năm mà đầu tiên họ mới ra thì giá nó khá là cao. Bây giờ mong sao là giá càng ngày càng giảm đi để các bác mua được hàng tốt. Giá trị của nó thì còn bền mãi theo thời gian các bác nhé. Hàng bên em cung cấp ra thì được bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, tùy vào những mặt hàng và tình trạng. Ví dụ như các dòng vang số này thì bảo hành cho các bác 1 năm, nỗi bảo hành. Nỗi mà không bị xước thì có thể đổi mới. May mắn nếu mà còn hàng đổi mới, đổi cho các bác cái khác, không phải đổi mới. Đổi khác thôi, không có đổi mới đâu nhá. Đấy. Chứ bây giờ đào ra cái vang mới mà đổi cho các bác này, anh em chúng em lỗ vốn hết. Bởi vì nếu như bán ra là giá dưới 2 triệu rưỡi mà bao ship tặng thế đó, phụ kiện đi theo đầy đủ rồi. Khi mà anh em chúng em đi mua mới những con vang này thì giá mới thì nó phải tầm bằng giá anh em chúng em bán ra, tức là gần 2 triệu rưỡi đến hơn 2 triệu rưỡi anh em chúng em lấy vào, còn chưa có thuế. Đấy. Nói nôm na để các bác hiểu thôi. Rồi thì giới thiệu thì cũng giới thiệu rồi, còn test thì chắc có khi hẹn clip lần sau thôi, chứ tầm giờ này thì quá là muộn rồi. Nên là mong làm sao là hôm nào trời xanh mây trắng gió trong lành và mát rời nữa để test cho các bác. Chứ còn trong tình trạng mùa hè nóng nực này, test thì nó ngại lắm. Hàng xóm đang ngủ yên giấc ngủ thì lại test lên thì hàng xóm đang chơi rất việc lắm. Hẹn là các bác trong clip lần sau thì có nhiều sản phẩm chất lượng hơn, ví dụ như thế này, để quay review với toàn thể các bác, đúng không ạ? Còn anh em chúng em xin kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau.